Liên quan đến hạnh thập hạnh có 20 câu hỏi. Liên quan đến hạnh thập hồi hướng có 29 câu hỏi. Liên quan đến hạnh thập địa có 50 câu hỏi. Liên quan đến nhân tròn quả đầy có 51 câu hỏi. 32 câu hỏi trước là nhân tròn rốt ráo bậc đẳng giác Bồ Tát. 19 câu hỏi sau là quả dụng viên mãn bậc diệu giác Bồ Tát. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền từ bi tha thiết, hỏi một đáp 10 trả lời thẳng 2000 câu trả lời, khiến cho người nghe cảm giác mát mẻ. Trong Kinh Hoàng Nghiêm nói, Bồ Tát có 52 bậc, thứ tự đi lên sơ phát tâm, bền thành chánh giác đó là riêng ngoài. Cuối cùng tu đến bậc diệu giác Bồ Tát, tức cũng là thành Phật vị. Y chiếu thứ tự tu đầy đủ hạnh thập tín sẽ phá được một phần vô minh. Bồ Tát có 42 phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân. Bồ Tát có 42 phần pháp thân thì tu đầy đủ hạnh sơ trụ và tầm trụ, lại phá được một phần vô minh, lại chứng được một phần pháp thân. Như vậy trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đã phá được 41 phần vô minh, chứng được 41 phần pháp thân, đến bậc đẳng giác Bồ Tát. Nếu phá sạch một phần sinh tướng vô minh cuối cùng thì sẽ đến bậc diệu giác Bồ Tát thành Phật. Sau đây là 52 bậc thập tín: 1 tín tâm, 2 niệm tâm, 3 tinh tấn tâm, 4 huệ tâm, 5 định tâm, 6 bất thối tâm, 7 hộ pháp tâm, 8 hồi hướng tâm, 9 giới tâm, 10 nguyện tâm. Thập trụ: 1 pháp tâm trụ, 2 trị địa trụ, 3 tu hành trụ, 4 sinh quý trụ, 5 phương tiện cụ túc trụ, 6 chánh tâm trụ, 7 bất thối trụ, 8 đồng chân trụ, 9 pháp vương tử trụ, 10 quán đảnh trụ. Thập hạnh: 1 hoan hỷ hạnh, 2 nhiều ích hạnh, 3 vô vi nghịch hạnh, 4 vô khuất nạo hạnh, 5 ly xì loạn hạnh, 6 thiện hiện hạnh, 7 vô trước hạnh, 8 nan đắc hạnh, 9 thiện pháp hạnh, 10 chân thật hạnh. Thập hồi hướng: 1 cứu hộ chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng, 2 bất hoại hồi hướng, 3 đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, 4 trí nhất thiết xứ hồi hướng, 5 vô tận công đức tạo hồi hướng, 6 tùy thuận kiến cố nhất thiết thiện căn hồi hướng, 7 đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sinh hồi hướng, 8 chân như tướng hồi hướng, 9 vô phược giải thoát hồi hướng, 10 pháp giới vô tận hồi hướng. Thập địa: 1 hoan hỷ địa, 2 ly cấu địa, 3 phát quang địa, 4 diệm huệ địa, 5 nan thắng địa, 6 hiện tiền địa, 7 viễn hành địa, 8 bất động địa, 9 thiện huệ địa, 10 pháp vấn địa. Bậc đẳng giác tự giác giác thà đã viên mãn chỉ thiếu giác hạnh, chưa viên mãn giác ngộ gần đồng với Phật. Bậc diệu giác và giác đã viên mãn, vạn đức đã đầy đủ, tức là quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đà trong A Lạc Nhã Pháp Bồ Đề Tràng Điện Phủ Quang Minh, ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Sau khi Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói xong 37 phẩm rồi, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ở tại nước Ma Kiệt Đà ở trong A Lạc Nhã nơi vắng lặng Pháp Bồ Đề Tràng Điện Phủ Quang Minh, ngồi kiết già trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Hộ này Phật chẳng phóng quang minh. Tại sao vậy? Vì trở lại Điện Phủ Quang Minh nói Pháp. Diệu ngộ đều tròn đầy, hai hạnh dứt hẳn, đạt được pháp vô tướng, trụ chỗ trụ của Phật, đắc được bình đẳng của Phật, đến được nơi vô ngại, pháp không thể truyền, sở hành vô ngại, lập không nghĩ bàn, thấy khắp ba đời, thần luôn đầy khắp tất cả cõi nước, trí luôn sáng suốt thông đạt tất cả các pháp, thấu rõ tất cả hạnh, hệ tất cả nghi hoặc, thần không thể dò được, trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát, đến được bờ bên kia rốt ráo không hai của Phật, đầy đủ giải thoát bình đẳng của Như Lai, chứng được bậc bình đẳng của Phật không hai bên, tận pháp giới đồng cõi hư không. Diệu ngộ đều tròn đầy, tức là chẳng có gì mà không ngộ, chẳng có gì mà không giác, đến được cảnh giới giác hạnh viên mãn, hai hạnh dứt hẳn, tức là kiến hạnh và ái hạnh, kiến ái hai hạnh vĩnh viễn dứt hẳn, đạt được pháp vô tướng, đã đạt được pháp vô tướng, trụ chỗ trụ của Phật, trụ ở chỗ trụ của Phật, đạt được bình đẳng của Phật, chứng được cảnh giới bình đẳng của Phật, đến được nơi vô ngại, đã đến được nơi chẳng còn chướng ngại, pháp không thể truyền, bất cứ như thế nào cũng không thối truyền pháp này, sở hành vô ngại,
Những gì làm đều không có sự chướng ngại. Lập không nghĩ bàn, thành lập cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thấy khắp ba đời, thấy khắp hết ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, thần luôn đầy khắp tất cả cõi nước, pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi, cho nên đầy khắp tất cả mười phương cõi nước. Trí luôn sáng suốt thông đạt tất cả các pháp, trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả các pháp, đều là thật tướng mà vô tướng, thấu rõ tất cả hạnh, đã đến được cảnh giới vô tù vô chứng, hết tất cả nghi hoặc, chẳng còn sự nghi hoặc nữa, thần không thể dò được. Cảnh giới đó bất cứ ai cũng không thể dò được. Trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát, trí huệ mà mười phương hết thảy tất cả Bồ Tát đều cầu, đến được bờ bên kia rốt ráo không hai của Phật, đã đến được bờ Niết Bàn bên kia rốt ráo giống như Phật, đầy đủ